Tiếp nối thành công của giải Marathon Đất Sen Hồng – Đồng Tháp năm 2022 và 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức giải Marathon Đất Sen Hồng – Đồng Tháp năm 2024 với chủ đề Tiên phong bước phá. Đáng chú ý tính đến cuối tháng 7, giải chạy năm nay đã thu hút gần 4.200 vận động viên đăng ký tham gia. Theo báo cáo, Tính đến ngày 30 tháng 7, đã có 4.179 dân động viên đến từ 31 tỉnh thành trên cả nước và các quốc gia Thụy Điển, Singapore, Pháp, Philippines đăng ký tham gia giải chạy. Để chuẩn bị tốt cho giải chạy năm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Quỳnh Minh Tuấn chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan phối hợp cùng các địa phương tập trung đẩy nhanh công tác chuẩn bị, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho giải chạy diễn ra an toàn và thành công. Dự kiến, giải Marathon Đất Sen Hồng Đồng Tháp năm 2024 diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 10. Sự kiện nhằm tuyên truyền, quảng bá du lịch, tạo điều kiện để du khách vừa tham quan, vừa trải nghiệm, khám phá phong cảnh và con người Đồng Tháp. Thông qua giải dạy, còn tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc rèn luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, tầm dốc và chất lượng cuộc sống.